Để hoàn thành được mục tiêu xóa nhà tạm thì những năm qua, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung nhiều nguồn lực chăm lo nhà ở cho nhân dân. Nỗ lực đó đã mang lại thành quả tích cực khi hàng ngàn hộ dân có được mái ấm kiên cố và an toàn. Căn nhà này hoàn thành đầu năm nay, Mạnh Thường Quân hỗ trợ 57 triệu đồng, còn lại là đóng góp của gia đình. Có căn nhà kiên cố là niềm vui, động lực để chị Cương phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Được bên chính quyền địa phương hỗ trợ xây được căn nhà, nó khang trang hơn lúc trước. Và ông xã thì cũng có việc ổn định là làm công nhân ở dưới huyện. Thành ra kinh tế hai vợ chồng nó cũng ổn định hơn lúc trước. Long Hiệp là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh Trà Vinh. Số hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhà tạm bợ khá nhiều. Để sớm giải quyết nơi ở ổn định cho nhân dân, ngoài các nguồn lực từ ngân sách, chính quyền địa phương còn tăng cường vận động xã hội hóa. 3 năm qua, địa phương đã hỗ trợ 78 căn nhà, trong đó gần 40% được các Mạnh Thường Quân tài trợ. Xã cũng còn khoảng 10 căn nhà nữa thôi, cũng đã vận động xã hội hóa xong rồi, coi như là cũng đã có địa chỉ rồi. Coi như là sẽ phấn đấu coi như là trong năm 2024 này sẽ là đảm bảo như là xóa nhà tạm là 100%. Từ năm 2021 đến nay, bằng nhiều nguồn lực khác nhau, tỉnh Trà Vinh đã xây dựng hơn 6.000 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn. Việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, các căn nhà được thiết kế đáp ứng các tiêu chí, giúp người dân ổn định cuộc sống. Chúng tôi chọn đó là những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số mà chính là người dân tộc Khmer. Thì ngoài cái đối tượng ra, thì chúng tôi cũng tiếp tục chọn thêm cái đối tượng đó là những cái người mà có cái tích cực tham gia các cái phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở để hỗ trợ họ xây cái nhà này. Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền với nhiều cách làm hay đã giúp Trà Vinh hoàn thành xóa nhà tạm sớm hơn một năm so với kế hoạch do chính phủ đề ra. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương tiến tới xóa nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.